Xin chuyển sang thông tin khác. Sau gần một ngày nỗ lực dập lửa, rừng phòng hộ trên đèo Friend, Đà Lạt vẫn tiếp tục cháy âm ỉ và bắt đầu xuất hiện một số điểm cháy lớn, ghi nhận của phóng viên trong ngày 8 tháng 4. Đến trưa ngày 8 tháng 4, đám cháy rừng trên đèo Friend, Đà Lạt vẫn tiếp tục diễn ra âm ỉ và bắt đầu xuất hiện một số điểm cháy lớn. Đến thời điểm hiện tại, hơn 10 hecta rừng đã bị cháy. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, thiệt hại trong đám cháy chủ yếu là cỏ, cây bụi, lá thông. Thông tự nhiên đã trưởng thành không bị ảnh hưởng. Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, đám cháy rừng bùng phát ngày 7 tháng 4 tại tiểu khu 267A, khu vực đèo Brent, phường 3, thành phố Đà Lạt, rồi lan rộng ra nhiều ngọn đồi. Hơn 150 người có nhiều lực lượng được huy động tới hiện trường. Theo ghi nhận của phóng viên, đám cháy lớn đã được khống chế, tuy nhiên những đám cháy nhỏ vẫn tiếp tục diễn ra. Toàn bộ lực lượng giữ rừng đã được huy động, mang theo bơm đeo lưng để phun nước xử lý các mồi lửa còn sót lại để hạn chế lửa tiếp tục bùng phát. Về thiệt hại tại hiện trường, Tuổi Trẻ ghi nhận nhiều cây thông tự nhiên đã bị cháy rụi, một số cây thông tự nhiên đã bị cháy gần hết phần thân. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc xử lý đám cháy ở giai đoạn tiếp theo rất khó khăn do có những điểm cháy đang ở xa vùng có thể tiếp nước.